Kính chào các bạn, hôm nay ngày 16 tháng 4 năm 2023 thì chúng ta đã vừa chứng kiến một sự việc diễn ra rất nghiêm trọng. Đó là lại tiếp tục một người Việt Nam nữa, blogger Thái Văn Đường với tên thật là Đường Văn Thái. Anh đã bị bắt cóc vào ngày 13 tháng 4 năm 2023 ngay tại Bangkok và đưa về Việt Nam qua đường cửa khẩu về Hà Tĩnh. Và sau đó thì đến ngày 14 tháng 4 thì phía Việt Nam bắt anh ta với tội danh là nhập cảnh trái phép. Thì ngày hôm nay 16 tháng 4 thì báo Công an Việt Nam đã chính thức công bố cái thông tin đó. Thế thì đây là bên cạnh tôi là blogger Bùi Thanh Hiếu, anh cũng là một cái người hoạt động trong cái lĩnh vực viết rất nhiều. Và anh cứ cho biết cái cảm tưởng của mình về việc này thế nào, và đối với việc mà Việt Nam lại tiếp tục bắt cóc người như vậy. Cảm tưởng của tôi thì chúng ta mới trở lại là cái việc bắt từ đây không phải là lần đầu tiên. Ngay tại nước Đức thì năm 2017 thì nhà cầm quyền Việt Nam họ đang là tiến hành họ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh. Và năm đầu năm 2019 thì ngay tại Thái Lan thì họ cũng thực hiện cái vụ bắt cóc nhà báo blogger Trương Duy Nhất. Bây giờ là họ tiếp tục là bắt đến anh blogger Thái Văn Đường. Thì đây là một cái sự kiện mà cho thấy là nhà nước Việt Nam họ không hề họ đàn áp, tức là về cái anh Trịnh Xuân Thanh thì chúng ta không nói đến, nhưng mà cái trường hợp của nhà blogger Trương Duy Nhất cả Thái Văn Đường ấy thì thực sự họ là những cái người viết, dù như anh Trương Duy Nhất thì anh ấy là mọi người anh bảo là ở một cái góc nhìn khác, còn những cái mà anh ấy viết nó khác với quan điểm của những cái người đấu tranh dân chủ, nhưng mà anh vẫn là một cái người nhà báo tự do và anh muốn đưa ra những cái quan điểm của mình. Anh Thái Văn Đường cũng thế thôi. Anh Thái Văn Đường thì ngay khi tin khi anh bị bắt ấy thì nhiều người cũng có vẻ là vui mừng, bảo là thằng này nói linh ta linh tinh, rồi là nói đúng nói sai bắt là phải. Bản thân tôi thì tôi cũng không ưa gì anh Thái Văn Đường. Ngay cái chuyện mà kiểu những cái thông tin của anh ấy thì nhiều lúc nó không chính xác. Như chuyện mà anh bảo là bà Nhàn là bị đưa về rồi từ tháng 10 rồi đang giam ở trong Bộ Công an, đó kia các thứ mà. Trong khi đấy thì cái nguồn tin của tôi hoặc là tôi có hình ảnh hoặc là tôi có luôn trực tiếp là bà Nhàn bà đang ở đâu. Nhưng mà cái việc thì anh nói thì anh ấy nói thôi, còn mình không phản bác gì cả. Mình cũng chỉ đưa cái tin là bà Nhàn bà đang ở chỗ này, mình đưa hình ảnh lên thôi. Cái vấn đề ở đây mà chúng ta không nói, chúng ta phải khẳng định này, anh Trương Duy Nhất và anh Thái Văn Đường là những người mà là nhà báo, họ đưa những bản tin và cho dù là đúng hay sai hoặc là dưới một góc nhìn nào đấy của họ thì họ vẫn là những cái đối tượng, những nhân vật mà khiến cho nhà nước Việt Nam khó chịu, và họ thực hiện cái quyền tự do ngôn luận, quyền bày tỏ chính kiến của họ, và họ bị nhà nước Việt Nam dùng những cái biện pháp gọi là ám muội, như là thời mật vụ hoặc là những cái biện pháp mà nó mang tính chất nó man dợ, nó trung cổ, là bắt cóc. Cái chuyện mà anh Trương Duy Nhất ấy thì khi anh bị bắt ấy thì tôi cũng có được cái bằng chứng hình ảnh là kiểu anh ấy xuất hiện ở nơi đâu, xong rồi là bên cái là cảnh sát Thái Lan ấy họ nhận tiền của nhà nước Việt Nam và họ là người bắt anh Trương Duy Nhất, nhưng mà họ bắt không có lệnh gì cả, họ chỉ áp giải anh Trương Duy Nhất ra một cái vùng ngoại ô và họ bàn giao cho phía Việt Nam đưa lên xe ô tô và họ thấy họ chạy thẳng về Việt Nam thôi. Hình như ở dưới phía cái nhà nước thực sự là Thái Lan nó không phải là nơi trú ẩn nó an toàn cho những cái nhà đấu tranh đâu. Một số người thì họ vẫn ở bên đấy, họ chưa bị ra sao thì họ chưa đến cái mức độ mà để nhà nước Việt Nam nó phải thực hiện cái việc mà nó bắt cóc hoặc là nó thỏa thuận ngầm với cảnh sát để nó bắt cóc, cảnh sát cái nước sở tại nó bắt cóc. Còn khi mà đến mà tầm mà nhà nước Việt Nam nó thấy là cần phải bắt, cần phải trừng trị vì mang lại những cái nguy hiểm cho nhà nước Việt Nam thì họ sẽ thực hiện cái việc đấy.
Trở lại cái chuyện của anh Trương Duy Nhất và anh Thái Văn Đường ấy, thì nó một cái ngoài cái điểm là hai người là người bất đồng chính kiến, là những người mà nói lên những điều mà thực hiện cái quyền tự do ngôn luận, nói lên những cái chính kiến khiến cho nhà nước Việt Nam không đồng ý, thì chúng ta có cái điểm giống nhau là khi anh Trương Duy Nhất thì anh ấy cũng có những cái nguồn tin, do trước khi anh công tác ở trong, anh làm việc ở trong báo chí thì anh có những cái nguồn tin về, hay là có những cái bí mật, biết về những cái bí mật của những cái quan chức ấy. Nên anh đi thì lập tức là ngay khi anh đặt chân đến Thái Lan được vài ngày là mật vụ Việt Nam mà tổ chức bắt anh ngay để không cho cái tin tức đấy lan truyền. Còn anh Thái Văn Đường thì anh cũng ở Thái lâu rồi. Nhưng mà dạo gần đây thì bắt đầu anh cũng có những cái nguồn tin mà tôi nghĩ là nó cũng có những cái điều nó chính xác. Và chính vì cái việc mà anh ấy nhận được cái nguồn tin như thế thì nó dẫn đến cái việc là mật vụ Việt Nam họ quyết định là tiến hành là bắt anh ấy. Tuy rằng là báo chí Việt Nam thì đưa tin anh ấy là xâm nhập vào ở cái vùng biên giới, xong rồi họ bắt giữ và họ cũng chưa nói về tội gì. Họ chỉ nói là bắt giữ ở vùng biên giới, sau đó thì bàn giao cho công an huyện thì chờ xử lý sau. Nhưng mà đấy là một cái điều mà nó vô lý, nói cho trẻ con nó nghe. Vì anh Thái Văn Đường là anh đang chờ ở trong cái diện là anh chờ, anh sắp sửa được đi Hoa Kỳ rồi. Trong khi đấy thì anh ở Thái thì anh đang có đang nhà cửa ổn định rồi, chúng ta thấy là anh có xe hơi, xe máy, anh ấy đang có công việc hàng ngày, anh làm YouTube, anh có thu nhập, thì không có một cái lý do gì mà anh ấy lại tự dưng anh lại đi lang thang rồi đi từ Thái Bangkok xong rồi anh đi về cái cửa khẩu Hà Tĩnh họ kia các thứ cả, đúng không? Để anh trở về rồi tự dưng là, mà anh đã trở về rồi tự dưng anh lại lang thang ở vùng biên giới xong rồi để cho mấy ông công an huyện, công an xã tóm được, thì tôi nghĩ là đây là họ bắt cóc anh Thái Văn Đường cũng trong một cái dạng Trương Duy Nhất. Và nhưng mà Trương Duy Nhất thì họ lại không công bố cái chuyện mà họ đưa anh về, bắt anh về, mà họ đem ra xử luôn và coi như là không ai nói chuyện đấy. Nhưng mà Thái Văn Đường thì họ là chắc là họ rút kinh nghiệm cái vụ Trương Duy Nhất, thì họ dựng lên cái màn kịch là Thái Văn Đường đang lang thang ở biên giới, xâm nhập biên giới thì họ bắt. Thế thì như vậy là qua những cái diễn biến vừa qua thì chúng ta thấy rằng là những người Việt Nam tị nạn ở nhiều nước, đặc biệt ở những nước Đông Nam Á, đúng không ạ, ở Thái Lan ấy, thì có thể luôn luôn đối diện với những nguy hiểm là mật vụ Việt Nam bất cứ lúc nào họ sang họ theo dõi đã đành rồi, nhưng họ có thể bắt hoặc họ ám sát hoặc họ làm tất cả những cái vấn đề mà nó rất là nguy hiểm cho họ. Thế thì bây giờ trường hợp như anh chẳng hạn cũng là một người viết đưa rất nhiều những thông tin nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam ra, và bây giờ tôi thấy anh cũng viết rất nhiều bài, nhiều người theo dõi, mà trang Facebook của anh hình như thường xuyên đã bị đánh rồi phá rồi sập kia vì những việc đấy. Thì anh có lo ngại cái việc là nhà cầm quyền Việt Nam một lúc nào đấy là có thể họ không sang nước đâu, nhưng mà nếu anh đi sang những nước khác, anh đi chơi, đi tham quan bạn bè đó chẳng hạn, thì anh cũng có thể bị họ dùng cái cách đó là lốc, tức là họ đưa một cái trạng mồi ra là ai đó mời anh về Thái Lan, về nước nào đó chẳng hạn, mà họ đã chuẩn bị sẵn người rồi, thì nó sẽ bắt anh và đưa anh về Việt Nam thôi. Thế anh cũng lo ngại cái chuyện này không? Không, tôi thì tôi không ngại chuyện đấy, vì tôi là bây giờ tôi là trong trạng thái là tôi là công dân Đức, tôi mang quốc tịch Đức. Khi tôi đến cái quốc gia nào thì tôi dùng hộ chiếu Đức của tôi đi. Và nếu mà họ mà đưa tôi về như thế thì tất nhiên là chính phủ Đức thì họ sẽ không để yên, đúng không? Vì cái việc mà họ và cái quốc gia, ví dụ như Thái Lan, mà tôi đến Thái Lan thôi, và Thái Lan mà quốc tịch Đức ấy mà tôi bị trao trả hoặc là bị bắt giữ về Việt Nam như thế, là cái chuyện đấy thì tôi nghĩ chính phủ Thái Lan thì họ cũng không dám đồng ý cho chính phủ Việt Nam làm cái điều đấy với tôi. Vâng, bên cạnh đó thì anh cũng thấy là thời gian vừa qua thì rất là nhiều những người viết trên mạng xã hội ở Việt Nam, đúng không? Facebook rồi các blogger dần đây họ không viết nữa, hoặc đa số rất là nhiều người viết nổi bật, đặc biệt là anh blogger Nguyễn Linh Thắng vừa rồi chẳng hạn, thì anh ta bị bắt và sau đó bị xét xử với một cái án rất khá nặng như thế. Thế thì bây giờ qua cái việc bắt cả Thái Văn Đường từ Thái về nữa, thì những cái người viết có phải đây là cái con bài để Đảng Cộng sản Việt Nam dằn mặt những cái người viết hay không, để theo ý anh như thế nào? Không, cái chuyện dằn mặt thì trước giờ là họ vẫn dằn mặt rồi. Mới đây thì họ thực hiện cái việc mà họ cho hai vợ chồng là Phạm Thanh Nghiêm ấy là được đi tị nạn tại Hoa Kỳ. Nhưng mà họ sợ rằng là kiểu như là những cái người kia người ta bảo là ôi giời được đi Hoa Kỳ rồi, thì họ sẽ thúc đẩy cái người viết họ hăng hái hơn ấy. Thì họ song song với biện pháp tức là hôm nay tao nhả ra một thì tao phải trừng trị hai thằng, cho nên là tốt hơn, đấy là một sự đe dọa.
Vâng, tôi cho rằng là cái sự mà bắt mang Nguyễn Lân Thắng ra xử 6 năm tù rồi bắt Thái Văn Đường đưa về là một cái sự đe dọa cho những người mà muốn, những người nhà báo tự do, những người mà bất đồng chính kiến quan điểm mà người Việt. Thế anh có nhận định thế nào nếu mà với tình hình như vậy thì tới đây liệu những người Việt Nam trong hoặc ngoài nước họ có viết nữa không, viết mạnh nữa không, và có tiếp tục cái con đường mà những người trước người ta đã viết, người ta đi rồi hay không? Họ có run sợ trước cái việc nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam họ tìm cách đàn áp không? Theo tôi nghĩ rằng là họ sẽ e ngại. Vì cái bối cảnh bây giờ là cái chiến tranh Ukraine với cả Nga, khi Nga mà xâm lược Ukraine ấy, thì châu Âu và Hoa Kỳ thì họ rất là phải đối phó với cái chuyện chiến tranh này. Nó ảnh hưởng luôn đến kinh tế, như chúng ta đang thấy bây giờ. Kinh tế ở nước Đức này là cũng rất là lạm phát. Hàng hóa thì đắt đỏ mà đồng lương thì không lên, nhiều cơ sở làm ăn thì nó cũng chậm đi. Thì về cái người mà trong một cái cuộc họp của các cái quốc hội ấy, thì bao giờ họ cũng phải dành những cái phần ưu tiên nhất cho những cái vấn đề cấp thiết trước mắt cho dân, cho chính dân họ. Sau đấy thì họ mới để ý đến cái chuyện của nơi khác. Anh thấy trước đây là báo chí người ta đề rất là những cái chuyện là xa xôi như kiểu nhân quyền ở châu Phi, rồi trẻ em ở châu Phi đói, trẻ em châu Phi khổ, từ nhà báo người ta đưa cái tin đấy rất nhiều. Nhưng mà từ khi mà chiến tranh nó xảy ra, Ukraine xảy ra ấy, thì những cái tin đấy người ta không đưa trên báo chí mấy. Vì thực sự khi mà họ không còn, họ yên ổn rồi thì họ mới có thể là họ quan tâm được đến cái vấn đề ở nơi khác, về quyền con người, về nhân quyền. Nhưng mà khi mà họ đang phải đối diện với những khó khăn mà ngay sát lách đất nước họ thì họ phải giải quyết vấn đề của họ. Thì chính vì những cái mà khó khăn đấy, những cái biến động của quốc tế, thì nhà nước Việt Nam họ tận dụng, họ lợi dụng cái chuyện đấy, và họ tăng cường cái chuyện mà đàn áp, bắt bớ và tức là khủng bố những người biết nhiều hơn. Thì bản thân tôi thì tôi nghĩ rằng là không phải là anh bảo tôi là đánh giá những cái người Việt ở Việt Nam ấy thì có viết ít đi không, có sợ hãi mà viết ít đi không, đúng không? Nhưng mà tôi thì tôi không nói rằng họ sợ hãi viết đi, mà bản thân tôi thì tôi cũng muốn đưa ra lời khuyên với họ là trong lúc này hoàn cảnh bây giờ nó rất là bất lợi. Có thể là nếu như có được thì cũng lên là tức là viết một cách nào đấy nó nhẹ nhàng hơn trước. Có thể là anh, có thể nhiều người ở hải ngoại ấy, thì người ta sẽ bảo rằng là như thế là tôi kiểu như là làm nhục chí mọi người, làm nhục chí mọi người, hoặc là tôi làm cho những cái người đấu tranh họ suy sụp tư tưởng. Nhưng mà tôi với khách quan thì tôi ở cái tư cách cá nhân của tôi thì tôi nhận định rằng là cái lúc này là thời điểm bất lợi cho cái sự mà đấu tranh về quyền con người, về cái tự do ngôn luận ở Việt Nam. Thế nên thì tôi cũng nghĩ là anh em ở trong nước mà muốn viết gì hoặc là có thông tin gì thì tốt nhất là gửi ra ngoài, anh hiểu không? Chứ còn nếu mà trực tiếp mà đưa lên thì nó cũng bất lợi cho anh em nhiều ở trong bối cảnh này. Vâng, đấy, như blogger Người Buôn Gió thì anh cũng đã vừa phát biểu cái ý của anh, tức là với cái tình hình mà hiện nay Đảng Cộng sản Việt Nam tìm mọi cách để đàn áp những người viết ở trên mạng xã hội và các phương tiện truyền thông khác ấy, thì những anh em ở trong nước nếu có điều kiện tiếp cận được những thông tin hoặc là những cái điều mà quan trọng ấy, thì có thể chuyển ra nước ngoài, đúng không ạ? Đúng rồi. Để chúng tôi hoặc là để những cái tờ báo nước ngoài, hải ngoại, họ đăng họ phát ấy, thì sẽ đỡ ảnh hưởng đến những cái việc an toàn và an ninh của mình hơn. Bởi vì nhà cầm quyền Việt Nam bây giờ họ làm bất cứ một cái kiểu gì để họ có thể dập tắt cái tiếng nói. Thì ngay cả các bạn cũng đã vừa chứng kiến rồi là blogger Thái Văn Đường, mặc dù anh đã sang Thái Lan rất lâu rồi, và anh thậm chí có còn cả quy chế tị nạn của Liên Hợp Quốc ở đấy rồi, và chuẩn bị định cư ở nước thứ ba là sang Mỹ chẳng hạn. Thế nhưng mà cuối cùng thì anh ta vẫn bị nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đưa người sang bằng nhiều biện pháp khác nhau để bắt về Việt Nam. Và tới đây chắc chúng ta cũng sẽ thấy rằng là có lẽ họ lại xử anh Thái Văn Đường, đúng không ạ, với cái tội gì đấy ạ? Thế anh nghĩ thế nào? Tôi thì không biết là họ sẽ xử anh Thái Văn Đường vì tội gì. Vì nếu mà xử những cái tội mà anh ấy nói ở bên Thái ấy, thì nó cũng rất là khó. Vì cái việc ở Thái cũng là một cái nơi mà họ có quyền mà tự do ngôn luận, đúng không? Tức là cái việc đấy anh thể hiện cái quyền tự do ngôn luận ở một cái đất nước mà nó cho phép cái chuyện đấy. Và những cái đấy mà thôi, lên nếu mà họ mang những cái mà anh Đường anh ấy phát biểu hoặc là anh làm YouTube ở khi nó thực hiện ở trên đất Thái Lan để mà mang ra để mà xử anh ấy, thì tôi nghĩ là nó cũng khó cho họ.
Thế thì bây giờ xử thế nào? Có lẽ xử một cái tội như họ vừa ghi trên báo công an ấy, là tội nhập cảnh trái phép à? Và nếu mà tội nhập cảnh trái phép thì nói chung là họ cũng chỉ xử anh ấy được 6 tháng tù giam là cùng. Nhưng mà còn về trước đó thì học cả những cái bài viết trước đó thì tôi cũng không, tôi nghĩ rằng là họ, cái cớ mà họ xử anh Đường là hơi khó. Vì những cái bài mà anh viết trước đấy thì ở lúc anh viết ở Việt Nam ấy thì họ chưa xử anh ấy. Còn bây giờ anh đi sang Thái rồi, anh viết những cái bài bên Thái rồi thì họ cũng không thể nào xử được những cái bài viết hoặc là những cái bài phát biểu hoặc là những cái bài nói anh ấy thực hiện ở trên một đất nước có cái sự tự do ngôn luận cả. Thế thì bây giờ đấy, cái việc anh Thái Văn Đường bây giờ rõ ràng là đã bị bắt cóc rồi, và Việt Nam lấy lý do là anh ấy nhập cảnh trái phép, tự nhập cảnh trái phép. Và thế thì rất là nhiều cái vụ bắt cóc đã diễn ra đúng không ạ? Vụ Trịnh Xuân Thanh vào năm 2017 thì như anh cũng đã đưa tin, và chúng tôi cũng đã đưa tin. Rồi sau đó là đến vụ Trương Duy Nhất ở Thái Lan, bây giờ lại tiếp tục Thái Văn Đường ở Thái Lan. Thế thì liệu rằng quốc tế và thế giới họ sẽ nhận con mắt Việt Nam với con mắt là cái nhà nước bắt cóc à? Thế anh nghĩ thì họ sẽ phản ứng ra sao? Quốc tế họ tất nhiên thì họ sẽ có nhìn nhận không tốt về nhà nước Việt Nam, nhưng mà phải cái phản ứng của họ thì tôi cũng nói với anh rồi là trong cái thời điểm bây giờ thì quốc tế họ đang có những cái rất là nhiều cái việc mà nó ở cái tầm mà nó quan trọng hơn với họ, lớn hơn với các nước lớn, xung đột với các nước lớn với nhau, thì Việt Nam nó với họ cũng chỉ là một cái nước nhỏ thôi, cho nên là cái việc mà họ quan tâm đến vào cái thời điểm này thì họ chưa thể mà tập trung được cái sự phản đối lên án hoặc là có những cái biện pháp gì nó gay gắt được với Việt Nam cả. Anh biết là vừa rồi là khi mà cái ông thủ tướng Đức ông ấy sang Việt Nam ấy thì ông cũng có gợi ý với Việt Nam là cái chuyện mà bày tỏ quan điểm về Ukraine đấy. Thì nếu mà Việt Nam mà ủng hộ cho rằng là Nga là xâm lược Ukraine ấy thì cái cuộc chuyến thăm tiếp theo là sẽ là ông tổng thống Đức, và hai bên sẽ có những cái ký kết mà về hợp về kinh tế, tháo dỡ bỏ một số mà cái điều mà trước kia mà bị hạn chế từ thời Trịnh Xuân Thanh ấy. Từ thời Trịnh Xuân Thanh là trở lại đây là khi bắt cóc xong là chỉ có cấp thứ trưởng thứ trưởng làm việc với nhau thôi, chứ còn là không có cấp cao hơn. Có còn mấy ông bộ trưởng ông sang đây là ông ấy, như ông Nguyễn Chí Dũng vừa rồi là ông ấy chỉ là đi mang tiếng bộ trưởng, nhưng mà thực ra ông đi trong cái cương vị là cái hội kinh tế hay hội gì đấy, đúng không? Chứ không phải là chính thức mà của cấp nhà nước. Thế thì như vậy là nói nhanh như vậy là Việt Nam họ khi họ biết được tình hình như thế, nắm tình hình như thế thì họ vẫn có thể tiếp tục bắt cóc. Vâng, họ có thể là họ còn tranh thủ lúc này họ còn gia tăng nhiều hơn. Thế như tôi chẳng hạn thì bây giờ là vẫn là quốc tịch Việt Nam đúng không? Mà chưa phải quốc tịch Đức. Vâng. Cũng có thể đúng không? Thực ra là anh là người là anh cũng nguy hiểm hơn tôi. Anh dù sao là cũng vâng, này, anh hỏi tôi rằng là anh tôi có lo sợ bị bắt không? Mà thực ra tôi nghĩ là anh là người đáng phải lo sợ hơn thôi. Vì dù sao thì tôi cũng là một tức là tôi không mang tính chuyên môn. Hôm nay tôi hứng lên tôi viết cái này rồi mai tôi lại bỏ đấy, tôi đi buôn gạo buôn mì hoặc là tôi nấu phở. Còn anh thì lại là một người là người chuyên môn, mà bao giờ cái người chuyên môn gọi là thì họ cũng phải là ưu tiên hơn. Nhất là anh lại trong cái trường hợp mà trạng thái của anh thì anh lại đang chờ xin quốc tịch. Thì nó nếu mà nó bắt thì phải bắt ngay trước khi vào quốc tịch Đức đúng không? Vâng. Vẫn là công dân Việt Nam. Nếu mà họ có thể là họ bắt anh đưa về thì chắc là bây giờ họ cũng khó không đưa về được nữa. Sau cái vụ Slovakia bây giờ họ mượn máy bay ở đây đâu thì họ cũng không làm đâu. Nhưng mà nếu mà anh mà đi du lịch sang các nước khác thì tôi cũng không dám chắc. Thế lần này không được máy bay thì có thể nó đường tàu rồi sao? Tàu thuyền rồi. Tóm lại cũng nguy hiểm đúng không ạ? Cũng nguy hiểm. Vâng, tóm lại bây giờ tôi cũng phải cẩn thận. Thế nhưng anh vừa khuyên là những người viết bây giờ thì nó bắt bớ nhiều vậy thì viết ít, mà tôi vẫn đang quốc tịch Việt Nam. Thế thì tôi cũng nên viết ít không theo anh? Anh là trách nhiệm là của một nhà báo và anh là tổng biên tập của một thời báo. Cái chuyện mà viết ít đi là chuyện mà không thể ở một trên cái trách nhiệm hay là lương tâm của một cái người làm báo cả. Ví dụ như tôi còn amateur thì có thể là tôi viết ít đi được, nhưng mà anh thì anh không thể làm được cái chuyện đấy. Vâng. Thì đấy là công việc của anh hàng ngày của anh, mà làm sao mà bảo anh đưa tin ít đi được. Vâng, đấy diễn biến của vụ blogger Thái Văn Đường bị bắt cóc tại Thái Lan và đưa về Việt Nam qua con đường Lào đã diễn ra.
và chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi, cập nhật và cung cấp đến bạn đọc những thông tin mới nhất về tình hình này, cũng như là đến hôm nay là cuối tuần đúng không ạ? Thì thành ra là bên theo tôi biết thì bên cao ủy Liên Hợp Quốc ở Thái Lan ấy, cũng như là các cơ quan công quyền của Thái Lan là cảnh sát, họ cũng chưa làm việc nhiều. Nhưng mà hy vọng rằng sang đầu tuần là ngày mai chúng ta sẽ biết thêm rất nhiều thông tin mới, bởi vì bên đó thì nhiều người đã báo với cao ủy Liên Hợp Quốc cũng như báo vào cảnh sát Thái Lan rồi, thì chúng ta sẽ theo dõi tiếp xem là liệu cảnh sát Thái Lan hoặc là cao ủy Liên Hợp Quốc ở Thái Lan họ phản ứng thế nào. Trước khi mà kết thúc thì tôi muốn nói một đôi lời về cái chuyện của anh Thái Văn Đường. Vì cái chuyện mà anh Thái Văn Đường khi anh bị bắt ấy, thì ngay cái tin mà có nhiều người người ta cũng lại rất là đồng tình. Thậm chí là họ còm xong mà họ bảo là cái thằng này nói linh tinh, rồi là lúc đúng lúc sai, bắt cũng là phải, thậm chí có người bảo bắt là phải. Thì tôi nghĩ là chúng ta phải tách bạch giữa hai chuyện, là cái chuyện mà anh ý nói đúng nói sai hoặc là anh nói luyên thuyên, và cái chuyện thì anh là ý là người anh đang thể hiện cái quan điểm, cái quyền tự do ngôn luận của anh ý, và anh ý bị bắt cóc một cách ám muội. Và khi anh ý bị bắt cóc một cách ám muội đấy, tức là anh đã làm những cái điều mà nó tổn hại đến cho nhà nước cộng sản Việt Nam. Chúng ta phải tách bạch hai điều ra, chứ chúng ta không mà bây giờ vì chúng ta không ưa anh ấy, vì anh ấy nói có lúc anh ấy không có lúc anh ấy cũng nói gần như là anh ấy mỉa mai tôi ấy. Tôi cũng không chấp đâu, trừ khi cái việc cái dụ mà thí dụ tin tôi đưa ra như thế này thì anh ấy bắt đầu là anh cũng không có cái bằng chứng gì, nhưng mà anh cứ ra vẻ anh ớm ờ, anh phản bác lại là kiểu như là trường hợp này như bà nhà nó Thoa là bị bắt rồi đấy, đang giam ở trong kia đấy, anh cứ kiểu như là gây kiểu như là người ta không lừa tin được ngờ cái tin mình nói ra. Nhưng mà cái chuyện đấy là cái chuyện mà nó về cá nhân, như tôi anh nhiều lúc tôi cả anh có cùng quan điểm với nhau đâu, đúng không? Nhưng mà cái việc gì mà nó về cái giá trị chung, về cái sự mà về quyền con người, thì chúng ta đấu tranh vì cái quyền đấy cơ mà, đúng không? Chúng ta đấu tranh về những cái thứ như quyền đấy thì chúng ta phải lương theo những cái điều đấy mà chúng ta nhìn nhận cái sự việc. Thì tôi mong rằng là bây giờ anh Đường anh bị bắt rồi thì nếu mà anh em nào mà kiểu như là trước đây thì không có bằng lòng với anh ý ở một số việc, thì chúng ta nên gác cái chuyện đấy lại và để lên tiếng giúp đỡ anh ý dưới góc nhìn. Anh ý là một người bất đồng chính kiến, đã phải đào thoát sang Thái Lan để tị nạn, để trốn tránh cộng sản rồi, nhưng mà chế độ này vẫn truy bức anh ý đến bước đường cùng, là sang đến tận nơi để bắt anh ý đưa về. Thì tôi muốn gửi cái lời đấy đến cho mọi người. Vâng, cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi chương trình truyền hình của hôm nay của chúng tôi với Người Buôn Gió, và tôi là nhà báo Lê Nhung Khoa tại Đức, thảo luận về việc blogger Thái Văn Đường đã bị bắt cóc tại Thái Lan đưa về Việt Nam. Và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Xin chào quý vị và các bạn. Vâng, xin chào các quý vị đang theo dõi đài thời báo.de của anh Lê Trung Khoa.